qua đập tay qua dân vũ chuyển lại. Anh Tông. Bây giờ tất cả mọi người chia đều đến hết cho 8 hàng chân tay rồi bắt đầu vô đi. Mình sẽ chuẩn bị chơi trò chơi theo từng phần thưởng rất là dễ mà. Rồi đi chuẩn bị 8 hàng đi. Bằng nào cũng được hết, mình muốn vô hàng nào mình vô đi chỉ cho. Chuyển vô hàng, chuyển vô hàng nè. Mọi người, tất cả vô hàng nha. Tất cả vô hàng ai mà hiểu hết. Tất cả video đó là hai tay cao lên. Được cái nào gì mình như mưa rơi dày đập lại 2-1. Ôi bạn ấy cứ như vậy. Lần lại 2-1. Chào tất cả đưa hai tay qua phía bên ngoài giống như xin hình nào. Vào hồ, xa. Xa. Lần lại 2-3. Xa. 1-2. Xa. 1-2. Xa. Dưới mình vào đây. Xa. 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 Dừng. Rồi, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3. Đi đi. Đây, đi đi, đi đi. Nếu mình ở đâu? Rồi, đi qua đó, đi qua đó, đó. Đi qua. Làm sao mấy đứa phải điều chỉnh dây và độ căng dây nó như thế nào để cho bạn này đứng yên trên vòng tròn thôi nè. Đứng mà nó nghiêng của bên này. Thì ở đây nè, nghe nè, tập trung nè em. Nó nghiêng ở bên này nè. Các bạn nó nghiêng. Lại nè. 2-3. Nghe nè. 2-3. Thank you.
như nãy giờ tập lại đi nha, làm cái cặp bạn của mình á. 2 3 1 2 1. Rồi tiếp theo này vỗ tay một cái. Làm sao chia người ra đứng cho vừa hai cái ba bố đó. Để nhảy phải có ba bố mới được chụp hình. Ok rồi. Chạy ra Vũ, chạy ra. Kìa gần kìa. Em chơi anh không xin lỗi thì em làm được. Em ra ngoài em đứng trong cái mô chụp cho nhanh em. Hai người chụp nhanh lắm. Rồi anh em điểm đúng không? Ba là cùng nhảy nha anh ơi. Không rồi. Kìa bánh kìa. Còn trong ba bố được chấp nhận. Qua cái gì? Chuyền cho người đó là người đó chuyền vậy. Chuyền cho đội em kìa. Ừ đúng rồi, rồi đội em chuyền về. Lết ra, lết ra. Rồi chuyền về đằng kia kìa. Kìa kìa. Anh nhớ, chuyền nhớ. Ấy. Bốn người một cái thôi. Nè. Hai, ba, vô. Chưa, chưa, không đâu, không đâu. Rồi. Không sao đâu. Yo 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 yo. Rồi anh đếm 2, 3 là mình bắt đầu chuyền à. 1 2 3. Chuyền đi, chuyền đi, chuyền đi. Người ta có thích không muốn thằng càng đi. Trời ơi, có muốn chuyền mơ lên. Nó sao để mấy bạn chơi ít hơn không? Cao lên, cao lên, cao lên, cao lên. Nó đi, nó đi. Cao lên. Lại nha, 2, 3. Có rồi đó, bạn
thẳng chứ mà có đường là đúng luôn cho này. Rồi cố lên, nó muốn lên đúng rồi. Chuyền qua nhanh lên nhanh lên. Đúng rồi. Cố gắng lên. Dùng năng đẩy bụng. Tâm mãi từ từ xong đi ra nó đi lại anh tìm ra. Đừng có làm bể bóng bắn con, đừng có làm bể bóng của em rồi. Là ai có bóng bắn rồi, vui chịu rồi à. Ôi bà kêu bà kêu mình được bóng bóng chạy cầm một chùm ba trái bóng gái kìa. Rồi bây giờ nè, công đâu? Công thành tập trung ở đây. Thắng tập trung ở đây. Khiết đâu có làm gì nữa đâu phải không? Rồi tập trung ở đây nha. Còn bốn người này là phải là thông minh. Này này nó giỡn nó trầm cái bãi này bãi cái gì đây? Bây giờ nắm chắc.